Thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến, là phụ huynh ai cũng mong muốn con mình được học thành tài. Tuy nhiên, lựa chọn sách tham khảo như thế nào thì không phải ai cũng biết. Ngày hôm nay, học.giỏitoán.com.vn xin giới thiệu tới quý vị phụ huynh và các em học sinh bộ sách Đánh thức tài năng toán học. Hy vọng bộ sách này sẽ là người bạn đồng hành hữu ích cùng các con trong những năm học tiểu học và những năm đầu trung học cơ sở. Bộ sách gồm 7 cuốn từ cấp độ 1 đến cấp độ 7, dành cho trẻ từ 7 đến 15 tuổi. Là bộ sách song ngữ Việt Anh giúp trẻ học toán vừa có khả năng phát triển tư duy tiếng Anh một cách tự nhiên và chủ động. Mỗi cuốn sách gồm nhiều chủ đề với những nội dung dí dỏm gần gũi giúp trẻ không cảm thấy bị khô khan và có sự hứng thú hơn với việc học toán. Mỗi dạng toán gồm 2 phần, hướng dẫn tư duy và luyện tập, khuyến khích khả năng phát triển tư duy và trí tưởng tượng của trẻ, đồng thời giúp phát triển sự sáng tạo. Bộ sách về cơ bản có nội dung tương đồng với chương trình giáo dục tại Việt Nam và trong đó đặc biệt có những phần mà giúp các trẻ phát triển sự tư duy cũng như kích thích sự sáng tạo. Đặc biệt, trong đó có 10% nội dung liên quan đến chương trình đặc biệt của Singapore mà các chương trình giáo dục khác tương đồng tại Việt Nam không có. Bộ sách đang được giới chuyên môn, các thầy cô dạy toán, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đánh giá rất cao về nội dung cũng như phương pháp giúp trẻ thay đổi tư duy học tập. Và sau đây sẽ là một số nhận xét đánh giá của các giảng viên cũng như là các bậc phụ huynh. Bộ sách song ngữ được phát hành ở Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong việc học toán tiếng Anh. Bộ sách không chỉ giúp học sinh tiếp cận kiến thức toán mà còn giúp các em phát triển tư duy, kích thích sáng tạo. Có thể nói, đây là một trong những nguồn tham khảo hữu ích giúp học sinh rèn luyện tư duy học toán theo chuẩn quốc tế. Phương pháp giảng dạy môn toán của Singapore sử dụng các phương tiện trực quan và các vật thể hình ảnh, sơ đồ để dạy khái niệm, qua đó giúp học sinh hiểu hơn. Nhờ cuốn sách này mà con rèn luyện được tính kiên trì, biết tóm tắt đề bài một cách khoa học, rõ ràng để tìm phương án giải toán nhanh chóng và chính xác. Ý kiến của chị Đàm Thị Nguyên, phụ huynh học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Trưng Trắc, Hà Nội. Ưu điểm nổi bật của bộ sách Đánh thức tài năng toán học là được trình bày dưới dạng song ngữ, khiến con tôi cảm thấy rất thích thú. Cháu vừa giải toán lại vừa được rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh.